Hello, hello. Hello, hello, cả nhà ơi, đây, hành trang đã sẵn sàng. Giải hôm nay chơi lớn luôn. Đi rừng nghe đúng mà nghe nó chơi lớn luôn á. Ghê chưa? Đây là mới sắm dao nè bà con. Bữa đi mọi người thấy cầm dao Thái Lan không? Hơi nguy hiểm đúng không? Cho nên bây giờ là mới sắm cái này. Ế anh, cái này móc được mà. Nhưng mà không cần móc đâu. Để dành dở tại. Hôm nay là cho người ấy một một cái giỏ, em một cái giỏ. Cái này mình còn thiếu cái cân nữa anh, cân thử đi, ví dụ đi hái xong cái cân kéo cân cân được bao nhiêu. Cái này nó chỉ đo thôi. Ok, xuất phát thôi bà con. Đội nó lên luôn cho cái con này con kia nó không có chui vô cái cổ. Đó, khi nào nóng rồi kéo xuống. Xuất phát thôi. Xuất phát thôi bà con ơi. Đường xưa lối cũ đây, hôm nay hy vọng là nhiều núm mang cả tuần không có đi nha. Thôi thích ăn quần ngon chứ mát mát nè. Có hổm hái được 4 ký đó. Hy vọng hôm nay hái được hơn nha. Để coi. Có ở mình đi mà không chờ đến cuối con nè. Cái gốc ảnh bự lắm đó nhưng mà không biết là sao thôi. Ơi ngon. Cũng được rồi hả? Được, quá ngon luôn. Có tiếng người Việt Nam. Rồi, có mấy người Việt Nam hái dữ quá. Chỉ nữa. Có cái hư rồi, hư rồi, hư rồi. Hư hả? Khô. Hư rồi, có con sông nhỏ tổng nhiều lắm. Cái này thì không sao, này này trên này không sao. Để anh không chết luôn đó. Cái con. Con đó, nó dai. Nè. Anh nhỏ vậy đè không chết luôn. Nói nữa đen thui nhỏ xíu nữa. Đây bà con, ôi cây này ngon rồi bà con. Ôi ghê chưa, ngon không? Ôi cây này ngon nè. Ôi dồi ôi ngon. Hình đá chưa? Thì phải coi cái giọng trong đây coi có ngon không nha. Nó cong khiên về nhà rồi nó nặng thêm. Ôi, giọng này ngon luôn nè. Nó sớm gắt đôi. Thì giờ em cắt đôi nè. Tự nhiên nãy em trẻ vậy chi, em cắt đôi gì nè, đúng không? Ồ, trắng phiếu luôn, ngon ha. Nó trốn không có con gì. Nó trốn trong đó không có con gì ăn đó. Ok. Còn này bị bọng rồi bà con, nhưng mà bọng chưa chắc thì là không ăn được, để thử nha. Lên tới trên nha. Cũng tạm tạm. Nói chung là tước luôn, dày về khỏi tước. Sạch hơn. Này nó có cây cọ nữa, thiên hà mọi người ơi, có cây cọ nữa. Với lại cái con dao này nó không có quá bén, cắt nấm nó không có quá bén. Cũng được bụng bọn rồi nha bà con. Đây. Đây nữa nè. Đâu nữa? Đây đây. Ui ui, tươi hơn nè. Đây con khớ nữa. Ui ui, ngon vậy.
Chàng ơi, cái này nó mới ngon nè. Tại biết sao nó, ui, đã chưa? Đã chưa? Tính ra mùa này nó không có bị hư nhiều. Hồi bữa, hồi đầu mùa mình đi hái trên kia anh nhớ không? Hư nhiều quá. Còn cái này thì mình không có hư nhiều. Anh nhỏ quá trời luôn mất để. Thì em cứ làm cô em nữa ha, anh cũng làm cô anh đây nè. Anh làm cô anh. Anh cứ lấy cái bịch của anh thả vô đó lắc em cạo sao cũng được anh. Lấy cái bịch của anh đi, anh thả vô. Ui dồi ngon, nấm ngon. Đây. Anh để đó đi. Nè, anh gom ha, anh gom. Anh cái chuyện đạp nó không nhỏ gì. Anh gom chờ. Gom chờ chị này. Trời, chị ra sản phẩm ô hôm nay tính là nhiều à. Đó, này nhóc đây nè. Anh xong rồi anh lấy cái tay anh ém cái gì cái gom lại để cho nó vừa nắm. Đây. Ở ngay đây nè. Hình như nãy em thấy đây nè. Đâu đây nè, đâu đây nè, nãy em nhìn thấy. Ở đây cũng có cam tre nhỏ nè anh, chứ phải không đâu nè. Ừ, có. Hết hết, mấy cặp. Ok em. Đấy. Một em. Rồi hai em. Thôi, ảnh nổ nà không? Nổ nà kia. Quá nổ nà luôn nè bà con. Ồ đã, ồ cũng nhắc luôn bà con ơi. Cái cây này đẹp ghê không bà con? Cây phải nói, nhưng mà cỡ này là cực kỳ luôn. Ăn cỡ này nó mới ngon nè bà con. Ồ, ghê. Ngắt. Cây nấm. Ừ, cây này thì không có lý tưởng lắm nè, bị dày. Không biết sao, để coi. Bọng trong là nó bị. Nhưng mà cũng đỡ, không có đến nỗi là hao phí hết cả cây. Đã ha, ngay gốc này chỉ có hai cây à. Đây. Giờ là phải leo lên núi rồi. Ôi chàng ơi nằm trên núi nè. Ôi chàng ơi nằm trên núi nè. Wow, quá trời luôn nè. Nó bị ăn. À, lên đây. À, một dọc vô luôn nè, một dọc vô núi luôn nè. Đây. Nó bị ăn. Hơi nhức nhức một chút. Ừ nè, anh chụp, anh quay ở đó nè, là dọc vô dọc vô dọc đó, đây nè. Thấy không? Cái này gõ chưa kêu. Ờ, cái đó được, còn cái màu vàng kia thì thôi, quên đi. Gõ mà nó kêu leo teo. Không, hôm nay nó được chín rồi, đòi gõ đó. Đó không có đâu phải không? Nhắc. Ừ, hết. Đầu bề thế này bà con. Nhưng mà ừ, ngon vậy. Con tiếu luôn á. Đào cái đỏ cỏ cái này là cái men nè, cái gốc nè. Trời không có hư. Phải không em? À, đúng rồi. Đây coi coi có hai cái nè. Có hai cái luôn hả? Vậy là vòng vòng đây nó có. Đây, em đây cũng có. Ôi trời, hai cái. Nè, ờ. Ờ, giục đây em đi, giục đây. Không có gãy đầu đâu. Ừ, giục đi. Gãy đầu. Không, này không phải, nhìn giống rồi.
người ta đó, ừ, nhưng mà sao còn váy đó đúng rồi. thôi. Có cây cọ rồi tính ra cứ ngon quét mấy cái cát đá phía trước đó. Nhiều họa sĩ mọi người thấy không, dạo này em hết có quà sushi rồi. Em qua tới em quà nóng hết quà sushi rồi nha. Sushi thì dạo này không không thèm làm nữa, đau quá mà đi hái nấm chơi. Dạ, cái ở đây nó khô quá cho nên cái thân nó cũng đen nè, nhưng mà anh cầm đi chút. Nhưng mà nó vẫn ẩm ướt, ừ. Chứ nó không phải, chứ nó không phải cái... là chứ nó nặng không... nặng cho nó, tính ra nấm bên đây ngon hơn nè, hơi thưa thôi. Không biết. Đây, chị ấy từ miền Tây đang tới. Đó. Còn cái anh này anh tặng cho chị ấy ba cái bông nữa. Trời ơi, nè. Mọi người ơi, coi nè mọi người ơi. Dạ ơi, bên đây nó ngon vậy nè, bên kia nó nhỏ nhỏ. Nó không hư cái gì không luôn á, nặng y luôn. Đó, em cạo thứ hai. Ồ, mọi người ơi, bên đây nó sướng lắm mọi người ơi. Mới kiếm được khu mới nè. Khu mới núm phải nó cực kỳ hấp dẫn luôn bà con. Hôm nay chắc là cả chục ký rồi. Đẹp không? Nó hai cái này là nằm dưới gốc này nè, cho nên phải để ý. Để ý mấy cái đầu nè. Nhìn hồi cái bị giống như là qua mắt luôn á. Cái qua bên đây thấy tại nó màu giống như màu màu thông. Màu đúng không? Ừ. Trời ơi hôm nay cái áo này tính ra cũng ngon, tại vì nó phủi ra. Đi bên đây nha, đi. Được cái gì đó đó? Được cái đó nè. Được rồi. Bỏ ra xe ra. Quét đi. Qua được cái rừng mới này ngon bà con ơi. Nó xa xa, nó một cái núm, nhưng mà nó ăn chắc lắm. Nó không có bị hư. Cái này không biết, nghi ngờ là mổ thử đi. Kiểu này là phải chuẩn bị mua cái đồ hút chân không đó bà con. Hút chân không cắt bớt, tại vì nó nhiều quá. Cái rừng này nó bự nè, nếu mà nó nhiều như vậy thì mình cứ đi. Chịu khó xuyên đi chừng tầng lấy khỉ à. Là để. Mà ý là mình mới đi ngoài đó, mình còn hút ở trong luôn á. Này mới đi thử nè mà nó ngon vậy nè. Cái cưng ngắt. Nó cứng lắm. Ừ. Dày ngon chứ mà bự quá nó không ngon đâu. Người bự quá là nó gõ bốc bốc vậy đó chứ mà ăn không có sướng. Thấy không? Nó đàng hoàng lắm. Còn dưới kia nhiều khi dày cái là bị con cái này con kia nó ăn nè. Chắc ở dưới đó nó ẩm quá. Con. Nó ẩm quá nó nhiều. Thu nè giật. Mọi người coi nè, thấy không? Không có nó, cái gì luôn hết nè. Nó đẹp luôn. Mới mua cái này ngon quá. Để chị ấy quét suốt. Mà ý là mình mới đi ngoài đó, mình còn múc ở trong luôn á. Này mới đi thử nè mà nó ngon vậy nè. Nó cưng ngắt. Nó cứng lắm. Ừ. Dày ngon chứ mà bự quá nó không ngon đâu. Người bự quá là nó gõ bốc bốc vậy đó chứ mà ăn không có nó, thấy không? Nó đàng hoàng lắm. Còn dưới kia nhiều khi dậy cái là bị con cái này con kia nó ăn nè. Chắc ở dưới đó nó ẩm quá. Ừ. Con. Còn nó ẩm quá nó nhiều. Nè mọi người coi nè, thấy không? Không có nó, cái gì luôn hết nè. Đẹp luôn. Mới mua cái này ngon quá. Để chị ấy quét suốt. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đã về tới nhà rồi nha mọi người. Đấy, bây giờ em đang xô hàng nè. Hàng đấu giá. Đấu giá nha bà con. Đó, ai anh cái anh chụp hình á, anh mua không? Đấu giá cho anh quả, cho anh này mua, cho anh một nắm. Đấy mọi người ơi, mọi người ơi, trời ơi nắm của em đây. Mọi người thấy thương không? Đó.
Đó, cái nấm này nó hơi bị xấu, để lấy nó xuống này. Lấy cái nấm này ngon nè, để ra. Nhưng mà cái đầu nó ngon lắm, ta đưa cái đầu lên đó, đưa cái đùi cùi lên đó, thằng nào xấu cái kia thì mình đưa cái nọ lên đấy, bà con thấy chưa? Trời ơi nặng lắm nha bà con. Bây giờ mình hình như nhà em không có cái cân, cái này em nghĩ phải, à đúng rồi, em lấy cái cân của em đây nè, để về cho anh dễ quay nè. Rồi cái không phải quay qua vậy anh nó dễ thấy nhé. Rồi bỏ lên nha bà con. Bao nhiêu ký đây? 6 ký trừ cái này mấy trăm, nửa trăm gram đây. Đó, 6 ký. Ok ok, núm đã về tới nhà nha mọi người. Núm là cái này, cái rừng mới này nó đen mà nó nặng hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thảo ha. Video của Thảo tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Và mình sẽ đi hái nấm đợt sau nữa. Ok, cảm ơn mọi người nhiều. Nhớ like và share cho Thảo nha. Bye bye. 6 ký, 6 ký bà con ơi, 6 ký, 6 ký.